Thanh xin chào quý vị khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Thành nè, thời gian qua nhanh thiệt nha, mới đây lại đến cuối tuần nữa rồi. Mà không biết anh có kế hoạch gì cho cuối tuần không? Em nhắc đến thời gian anh mới nhớ đó, anh bận rộn lắm. Nhưng mà em biết không, phần lớn thời gian cuối tuần là anh dành cho gia đình, và đặc biệt là mấy nhóc tì đó. Nhưng mà em không biết là mấy đứa nhóc nhà anh có quậy không, chứ mấy đứa cháu nhà em á nghịch lắm, mà nhất là khoái ăn hàng. Mấy cái món mà thức ăn nhanh á là mê ơi là mê luôn đó anh Thành. Con nít này đứa nào cũng thế thôi. Mà để anh hướng dẫn cho em một món ăn để kèm chân mấy đứa nhỏ nha. À hay quá. Anh hướng dẫn cho em cũng như quý vị khán giả đi. Món đó là món gì vậy? À, món đó là món bánh mì kẹp xúc xích. Món này là món ăn nhẹ có nguồn gốc Âu, được giới trẻ hiện nay rất ưa chuộng vì không những dễ ăn mà chế biến rất là nhanh. Và chúng ta bắt đầu nhé. Dạ. Với khẩu phần 4 người ăn, các bạn cần phải có 4 ổ bánh mì hot dog, 4 cây xúc xích, nửa trái dưa leo, 2 trái cà chua, 4 lát xà lách, 1 muỗng bồ tạc vàng, 1 muỗng tương cà, cà rốt, hành tây, cần tây, ớt chuông đỏ, ngò rí bầm, 1 thứ 1 ít và sốt mayonnaise Lisa. Công nhận là món này nguyên liệu đơn giản thiệt đó anh Thành. Bây giờ thì anh chỉ em làm cái giai đoạn nào trước nè. Để cho cái thời gian được nhanh đó, giờ em giúp anh bắt một nồi nước sôi ha. Em bắt nước sôi giùm anh rồi nè anh Thành. Rồi em bắt nước sôi rồi ha. Giờ anh sẽ cắt mấy cái dưa leo cà chua này nha. Dạ. Ăn bánh mì thì mình chỉ cần sắc lát thôi đúng không anh? Mình chỉ cần sắc lát là được rồi. Cà chua mình cũng sắc lát tròn luôn ha anh Thành. Sắc lát tròn. Xà lách thì mình xách sợi mỏng mỏng vậy ha anh Thành. Mình xách sợi như thế này á, nó vào ổ bánh mì nó đẹp mà mình ăn nó không có ngán. Dạ. Anh Thành ơi, em thấy nước sôi rồi nè. Mà nói thiệt với anh Thành nha, anh Thành kêu em bắt nước sôi giùm mà em không biết là bắt nước sôi để làm gì hết á. Cái phần xúc xích này á, các bạn phải trụng qua nước nóng, để khi chúng ta chiên vàng mặt đều bên ngoài á, thì bên trong đã nóng sẵn để xúc xích không bị khô á các bạn. Bây giờ em trụng qua nước sôi nhé. Dạ. Trụng qua rồi mình vớt ra liền hả anh Thành? Em để khoảng chừng một phút là được rồi. Nhẹ nhẹ tay nha. Em đừng có làm rách cái da đó. Dạ. Nếu mà rách da thì không có đẹp đúng không? Như vậy là được chưa hả anh Thành? Được rồi, em vớt ra nha. Em vớt ra nha. Bây giờ em sẽ giúp anh là em chiên cái xúc xích này nhé. Dạ, và đặc biệt một điều mà chương trình Món Ngon Mỗi Ngày đã hướng dẫn cho em đó là mình chiên bằng chảo không dính, không có dầu ăn, để giúp cho xúc xích không bị rách da bên ngoài đúng không anh Thành? Đúng vậy, nhưng mà với điều kiện em phải sử dụng lửa vừa thôi nha. Dạ. Nhớ không? Em sẽ nhớ điều này. Lửa vừa thôi đúng lửa không vừa anh thôi. Thành? Rồi trong thời gian đó anh làm sốt nhé. Dạ. Các bạn trộn 4 muỗng sốt mayonnaise. Mình trộn sốt gồm có 4 muỗng sốt mayonnaise hả anh Thành? 4 muỗng sốt mayonnaise nè. Dạ. 1 muỗng mù tạc vàng. À, mù tạc vàng hả? Cái mù tạc vàng này là của châu Âu người ta sử dụng đó. Dạ. Và nó là cái mùi, nó là mùi hạt cải. Dạ. Mùi hạt cải nó không có cay đâu, không có cay như là cái wasabi của Nhật. Em nhớ rồi, wasabi mà ăn để chung với mấy món sushi của Nhật á thì đúng có rồi. Màu xanh đúng không anh? Màu xanh. Còn cái mù tạc vàng này thì là hạt cải vàng á. Dạ. Cái ngọt. Như vậy là mình pha sốt gồm có 4 muỗng sốt mayonnaise Lisa, 1 ít tương cà và 1 ít mù tạc vàng. Và 1 ít rau bầm nhuyễn, rau củ bầm nhuyễn là có cà rốt, hành tây, cần tây, ớt chuông đỏ nè, ngò rí bầm nhuyễn nè, mỗi thứ 1 ít vào cho nó thơm em ha. Dạ. Mình trộn đều cái hỗn hợp này lên ha anh. Đúng rồi. Anh Thành ơi, xúc xích em thấy có màu vàng đẹp rồi nè. Như vậy là được chưa hả anh Thành? Em gấp ra nha. Em gấp ra đi. Dạ. Rồi, xong rồi đây. Bây giờ chúng ta sẽ dọc ổ bánh mì. Sau đó quết một lớp mayonnaise trộn vào hai bên mặt của ruột bánh mì. Kế tiếp chúng ta cho dưa leo, cà chua và xà lách vào giữa. Và một ít xà lách nữa. Xà lách. Và sau cùng là chúng ta cho xúc xích vào. Đây. Wow, như vậy là món bánh mì kẹp xúc xích như vậy là hoàn thành rồi hả anh Thành? Đúng vậy. Mà nếu các bạn chưa dùng ngay thì các bạn có thể dùng giấy bao lại bên ngoài để chúng ta có thể làm món ăn sáng, muốn ăn chơi hay là muốn ăn nhẹ giữa buổi cũng được. Nếu các bạn thích ăn béo một chút thì chúng ta có thể cho thêm một chút mayonnaise Lisa. Bản thân tôi cũng thích một chút béo. Em cũng vậy nữa đó. Em rất là thích ăn sốt mayonnaise Lisa.
Đó, thấy hấp dẫn không? Thôi để anh cắt cho em một miếng em dùng thử nha. Dạ. Rồi, cảm ơn anh Thành, nhưng mà em ăn nửa ổ, còn nửa ổ thôi anh Thành ăn luôn với em cho vui nha. Anh cũng ra thử một miếng chứ. Dạ. Ngon thiệt là ngon luôn đó anh Thành. Xúc xích á thì mình chiên á chảo có một màu rất là đẹp, mà ăn vào thì Ngọc Hương nhận thấy là có vị tươi mát của dưa leo, cà chua và xà lách, và đặc biệt là ăn thơm thơm mùi sốt mayonnaise, vị béo nữa chứ. Ngọc Hương nghĩ là đây là một món ăn mà quý vị có thể làm tại nhà để mời cả gia đình cùng thưởng thức. Chúc quý vị sẽ thành công và ngon miệng với món bánh mì kẹp xúc xích. Và chúng tôi, những người thực hiện chương trình, hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm của quý vị để chương trình mỗi ngày một hấp dẫn hơn. Vẫn có hai cách thức quen thuộc. Quý vị có thể gửi thư về hộp thư số 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto 061 383 4455. Còn bây giờ, Ngọc Hương và anh Thành xin được chào tạm biệt quý vị.